thái của tinh trùng đề cập đến hình dạng của tinh trùng dưới kính hiển vi, cụ thể là xem hình dạng của đầu tinh trùng và kích thước của tinh trùng. Hình dạng đầu rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến khả năng hòa tan bề mặt bên ngoài của trứng và thụ tinh của tinh trùng. Mối quan hệ giữa hình thái và khả năng sinh sản của tinh trùng. Phạm vi hình thái của tinh trùng cho biết phần trăm tinh trùng được coi là bình thường về kích thước và hình dạng. Có nhiều phạm vi hình thái khác nhau tùy thuộc vào phòng thí nghiệm. Khoảng 14% trở lên là phạm vi bình thường, 10-14% là khả năng sinh sản tốt, 5-10% là mức sinh giảm và dưới 5% là khả năng sinh sản kém. Tỷ lệ phần trăm có thể cho manh mối về cơ hội thụ thai với bạn đời của mình. Các phạm vi sẽ khác nhau giữa các phòng thí nghiệm tùy thuộc vào các tiêu chí được sử dụng để đánh giá tinh trùng. Tiêu chí nghiêm ngặt hơn sẽ dẫn đến phạm vi bình thường thấp hơn. Bác sĩ sẽ thảo luận về phạm vi và giúp xác định ảnh hưởng của nó đến khả năng sinh sản. Hình thái tinh trùng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản vì tinh trùng phải có hình dạng nhất định để có thể xâm nhập vào trứng. Nhưng hình thái chỉ là một trong nhiều yếu tố khi nói đến khả năng sinh sản. Bác sĩ cũng sẽ xem xét số lượng tinh trùng tổng thể và mức độ dễ dàng di chuyển của chúng. Nếu bác sĩ cho biết rằng nam giới có hình thái tinh trùng đầu nhỏ, thụ tinh trong ống nghiệm có thể là một lựa chọn. Thụ tinh trong ống nghiệm là một phương pháp mà các bác sĩ sẽ chiết xuất tinh dịch từ nam giới và tiêm trực tiếp vào trứng. Sau đó, họ cấy các phôi có được từ quá trình này vào tử cung. Đây là một thủ thuật xâm lấn, nhưng có thể là một phương pháp hiệu quả cho thai kỳ. Vậy, câu hỏi đặt ra là có thể cải thiện hình thái tinh trùng hay không? Tinh trùng của nam giới thường khỏe mạnh hơn khi còn trẻ. Một số bác sĩ khuyên nam giới nên đông lạnh tinh trùng sớm hơn trong cuộc sống để có sẵn tinh trùng khỏe mạnh nhất để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Cơ thể nam giới luôn sản xuất tinh trùng mới. Vì vậy, những thay đổi trong chế độ ăn uống hoặc lối sống có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tinh trùng trong tương lai, bao gồm việc giảm cân, tập thể dục thường xuyên, tránh uống nhiều rượu bia, sử dụng thuốc lá hoặc các chất gây nghiện, mặc quần đùi cốt tông rộng rãi. Một số chất bổ sung tự nhiên và vitamin cũng có thể hữu ích để thúc đẩy hình thái bình thường của tinh trùng. Một số nguyên nhân khác cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Nếu đang cố gắng thụ thai và lo ngại có vấn đề, hãy đến gặp bác sĩ để được kiểm tra đầy đủ về sức khỏe sinh sản. Hình thái tinh trùng chỉ là một trong nhiều nguyên nhân có thể sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, cần xem xét các vấn đề khác như điều kiện y tế, môi trường sống hay việc tiếp xúc với hóa chất hoặc bức xạ tại nơi làm việc hoặc trong nhà có thể ảnh hưởng đến tinh trùng. Ngoài ra, có nhiều tình trạng bệnh lý có thể gây khó khăn cho việc thụ thai. Các tình trạng như giãn tĩnh mạch thường tinh, nhiễm trùng và mất cân bằng nội tiết tố có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Ngoài ra, lối sống cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cơ hội sinh sản. Do đó, để cố gắng thụ thai, cần chú ý hút thuốc và sử dụng chất gây nghiện ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Hạn chế uống bia rượu. Duy trì cân nặng hợp lý hoặc giảm cân nếu thừa cân hoặc béo phì. Quản lý hoặc giảm căng thẳng cảm xúc. Hình thái tinh trùng chỉ là một yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Vì vậy, nam giới thay đổi lối sống khoa học, lành mạnh là việc cần thiết và có ý nghĩa trong việc tạo cơ hội để bạn đời mang thai. Tinh trùng có thể tồn tại trong bao lâu phụ thuộc vào môi trường mà chúng được thải ra ngoài và tốc độ khô của chất lỏng xung quanh các tế bào tinh trùng. Nếu đang thực hiện một quy trình như thụ tinh trong tử cung hoặc thụ tinh ống nghiệm, tinh trùng đã rửa sạch có thể tồn tại trong lồng ấp lên đến 72 giờ. Tinh trùng đông lạnh có thể tồn tại trong nhiều năm, miễn là nó được để trong một môi trường được kiểm soát thích hợp. Tinh trùng được xuất tinh khi quan hệ tình dục với phụ nữ có thể sống trong tử cung trong 5 ngày. Đó là lý do tại sao phụ nữ có thể mang thai nếu quan hệ tình dục không an toàn khi đang có kinh. Nếu rụng trứng ngay sau khi kết thúc kỳ kinh nguyệt, tinh trùng có thể vẫn còn sống và có thể thụ tinh với trứng. 1. Tuổi thọ của tinh trùng bên trong cơ thể phụ nữ. Sau khi xuất tinh, tinh trùng có thể sống bên trong cơ thể phụ nữ khoảng 5 ngày. Chất lỏng trong cơ quan sinh sản của phụ nữ có tất cả các chất dinh dưỡng mà tinh trùng cần để tồn tại trong thời gian đó. Khi vào bên trong cơ quan sinh sản của phụ nữ, các tế bào tinh trùng phải bơi qua tử cung và vào tử cung để đến ống dẫn trứng và gặp trứng của phụ nữ. Đó là một hành trình rất dài và rất ít tế bào sống sót. 2. Tinh trùng có khả năng vào âm đạo nếu xuất tinh bên ngoài. Phương pháp rút dương vật khỏi nữ giới trước khi xuất tinh được coi là không an toàn. Trước khi xuất tinh, một lượng nhỏ tinh dịch còn được gọi là tiền xuất tinh sẽ rời khỏi dương vật, nên phụ nữ vẫn có thể mang thai nếu chất dịch này tiếp xúc với âm đạo phụ nữ.
Nếu phương pháp rút được thực hiện đúng 100% thời gian thì có hiệu quả khoảng 96%. Tuy nhiên, hầu hết nam giới không thể thực hiện một cách chính xác mọi lúc, hầu hết chỉ đạt 78%. Như vậy, mỗi năm, 22 trong số 100 phụ nữ sử dụng phương pháp này sẽ mang thai. Khi sử dụng phương pháp này, phụ nữ vẫn có khả năng mang thai nếu tinh trùng tràn vào âm đạo, âm hộ. 3. Tinh trùng có thể sống được bao lâu nếu đông lạnh? Các nhà khoa học cho rằng các tế bào tinh trùng có thể tồn tại vô thời hạn một khi chúng được đông lạnh, miễn là nhiệt độ vẫn ổn định. Tinh trùng đông lạnh có thể có hiệu quả tương tự như tinh trùng tươi trong việc thụ thai. Ở nhiệt độ thấp dưới 196 độ C, các tế bào tinh trùng ở trong một loạt hoạt động lơ lửng, có nghĩa là tất cả các chức năng thiết yếu của chúng ta đã hoàn toàn ngưng hoạt động. Nam giới đông lạnh tinh trùng vì nhiều lý do như đang điều trị vô sinh, bị ung thư hoặc một tình trạng bệnh lý khác có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Đông lạnh tinh trùng sẽ cho phép một người đàn ông có con ngay cả khi người đó mất khả năng sinh sản do ung thư hoặc điều trị ung thư. 4. Khả năng di chuyển của tinh trùng có vai trò gì trong thai kỳ? Một khi xuất tinh, khi giao hợp, tinh trùng sẽ từ âm đạo qua tử cung và vào tử cung. Từ đó, các cơn co thắt của tử cung giúp kéo tinh trùng về phía ống dẫn trứng của nữ giới. Tinh trùng đầu tiên có thể đi vào ống dẫn trứng chỉ vài phút. Càng gần đến ngày rụng trứng, hành trình di chuyển của tinh trùng ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Để có thai, chất nhầy của tử cung của nữ giới phải thuận lợi, tốt nhất là chất nhầy có lỏng trắng trứng. Nếu chất nhầy của tử cung của bạn đọng hoặc khô, cuộc hành trình này sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhiều cặp vợ chồng lo lắng về số lượng tinh trùng khi cố gắng thụ thai, nhưng đó chỉ là một phần của phương trình sinh sản nam giới. Thuật ngữ khả năng di chuyển của tinh trùng đề cập đến khả năng bơi theo cách thích nghi của tinh trùng. Khả năng di chuyển có thể quan trọng như số lượng tinh trùng khi chuẩn bị mang thai. Nếu tinh trùng không thể thực hiện hành trình đến gặp trứng thì việc mang thai sẽ không xảy ra. Một số điều có thể ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của tinh trùng của một người nam giới bao gồm mức độ căng thẳng, nhiệt độ quá mức, một số loại thuốc, ăn kiêng. Trong một số trường hợp vô sinh thì có một số phương pháp mà các cặp vợ chồng có thể lựa chọn. Phương pháp IUI đưa tinh trùng trực tiếp vào bên trong tử cung của phụ nữ để tinh trùng không cần phải bơi từ âm đạo qua tử cung. Với IVF, tinh trùng được đưa vào trứng để thụ tinh trong phòng thí nghiệm trước khi đặt trở lại bên trong tử cung của người phụ nữ. Đôi khi, các bác sĩ thực hiện phương pháp được gọi là tiêm tinh trùng vào tế bào chất, trong đó tinh trùng được tiêm vào trứng như một phần quy trình thụ tinh ống nghiệm. Tinh trùng sống bên ngoài cơ thể trong thời gian ngắn dài khác nhau, tùy thuộc vào môi trường mà chúng ta được phóng ra. Trừ khi chúng được lắng đọng vào cơ quan sinh sản của nữ giới, vì các tế bào tinh trùng rất dễ bị phá hủy và chỉ có thể tồn tại vài giây đến vài phút bên ngoài cơ thể.